Cách đây một tuần, Milan và Napoli đã đem tới cho giới mộ điệu 90 phút trận lượt đi vòng tứ kết hấp dẫn. Được biết, Milan là đội bóng có được niềm vui chiến thắng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà San Siro. Tuy nhiên, đây chỉ là chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 và cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho cả hai khi Milan và Napoli còn đó trận lượt về diễn ra đêm nay. Trở lại với trận đấu lượt về vòng tứ kết, Napoli và Milan đều có được thể lực lẫn những quân bài quan trọng nhất của mình. Trong đó, Napoli là đội bóng chiếm ưu thế khi được thi đấu trên sân nhà và đội hình có sự trở lại của chân sút chủ lực Osimhen sau khi vắng mặt ở trận lượt đi bởi chấn thương. Lúc này, đội bóng vùng Naples là cái tên đáng gờm khi được thi đấu trên sân nhà Diego Armando Maradona, đặc biệt tại giải đấu số 1 châu Âu. Được biết, họ toàn thắng cả 4 trận sân nhà cúp C1 châu Âu mùa này và đều là những trận thắng có tỷ số cách biệt, ghi tới 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0-3/4, Napoli có thể tin cậy khi được thi đấu trên sân nhà khi thắng tới 7 và thua có 4 lần trong số 16 trận đấu vừa rồi tiếp đón Milan trên sân nhà. Napoli là địa chỉ sáng giá khi thắng kèo tới 13 lần trong số 18 trận đấu gần nhất. Được biết, Milan mới thắng kèo 2 lần trong số 6 trận đấu vừa qua. Chọn Napoli. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu 2-1/4. 2 trên 3 trận đối đầu mới đây giữa Napoli và Milan có ít nhất 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. 4 trên 6 trận đấu mới nhất của Napoli cũng có kết quả tương tự, tối thiểu 3 bàn trên trận. 2 trên 3 trận sân khách vừa qua của Milan nổ tài 2-3/4. Chọn tài. Dự đoán tỷ số Napoli 3-1 Milan.